Cây khế sẽ hút tiền vàng ầm ầm, phú quý giàu sang nếu rơi vào tay hai tuổi này. Quý vị thân mến, dân gian Việt Nam từ xa xưa đã nổi tiếng với câu chuyện ăn khế trả vàng. Khế là cây gắn với hình ảnh của may mắn, phúc đức, thịnh vượng của người hiền lành tử tế, gặp hậu vận may mắn, được trời đối đãi hậu ái. Khế còn là cây sai trái, khi quả chín vàng trông rất đẹp mắt. Cây khế còn biểu trưng cho phúc lộc, tiền tài dồi dào, con cháu đông đủ, vui khỏe đầy đàn. Chùm khế lúc liễu biểu tượng cho sự no đủ, sung túc, thịnh vượng. Khế đặc biệt là cây dễ trồng, ít sâu bệnh. Chính vì điều đó mà nhiều người ngày nay thích trồng khế trong nhà làm cảnh. Khế có thể trồng xuống đất hoặc trồng trong chậu cũng rất sai quả. Cây càng sai quả, phúc lộc càng dồi dào, gia chủ càng thịnh vượng. Thế nhưng không phải ai cũng trồng cây khế mà tài lộc dồi dào phất lên nhanh chóng. Thầy phong thủy chỉ ra rằng cứ hai tuổi này mà trồng cây khế thì sẽ chiêu dụ tài lộc, gia đạo bình an hạnh phúc. Vậy đó là hai tuổi nào? Quý vị hãy cùng lắng đọng tinh hoa tìm hiểu ngay sau đây. Trước hết, quý vị hãy cùng tôi đi tìm hiểu về ý nghĩa phong thủy của cây khế. Thưa quý vị, cây khế khá quen thuộc với người Việt, nó xuất hiện nhiều trong văn, thơ, truyện cổ tích và gắn liền với bao thế hệ trẻ em Việt Nam. Trong thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân có viết: quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, hay câu chuyện cổ tích ăn khế trả vàng. Khế có hai loại là chua và ngọt. Chúng ta hoàn toàn có thể phân biệt hai loại khế này bằng màu hoa, lá và quả của nó. Đối với khế ngọt, quả khế bé có màu vàng ươm khi chín, hoa rũ màu hồng, lá màu xanh nhạt. Đối với khế chua, đọt cây màu đỏ sẫm, quả chín màu vàng nhạt, lá màu xanh tối, hoa đỏ sẫm. Hầu hết những cây khế đều là những cây to cao để ăn quả, nhưng ngày nay xuất hiện thêm loại khế bonsai được trồng trong chậu để làm đẹp cho căn nhà. Khế không những dùng để che mát ăn quả mà trong y học nó còn là một bài thuốc hữu hiệu. Đặc biệt là quả khế, nó được dùng chữa nhiều bệnh như hạ sốt, cầm máu, giảm bệnh trĩ, lợi tiểu. Hơn nữa, khế là loại cây khá dễ trồng, ngay cả khi bạn không có thời gian chăm sóc thường xuyên thì cây cũng không dễ chết hay là héo. Vì vậy không cần phải lo vấn đề về việc chăm chút bón phân hay là tưới nước. Mặc dù cây khế trước nay đều được trồng với mục đích ăn quả và bóng mát, nhưng thực chất ít ai để ý, loại cây này cũng mang ý nghĩa phong thủy. Trong phong thủy, người ta thường coi trọng tên và bề ngoài của cây, nên cây khế là loại nhiều hàm oan nhất vì cái tên không mấy đẹp. Theo người xưa, khế là cái tên không đẹp cộng với hình dạng quả theo họ là xấu xí, nên thường kỵ trồng loại cây này. Hầu hết nhiều gia chủ trồng cây khế chỉ biết tính năng phủ mát và ăn quả của ngôi nhà mà không biết nó còn mang ý nghĩa phong thủy. Thực chất, cây khế trong phong thủy mang sự may mắn, phát triển thịnh vượng, đầy đủ vì trái chín ngả vàng lại mang hình ngôi sao năm cánh may mắn. Câu chuyện ăn khế trả vàng trong truyện cổ tích cây khế cũng là minh chứng cho sự may mắn, tài lộc trong phong thủy của loài cây này. Cụ thể, theo quan niệm dân gian, đây là loại cây thể hiện sự thẳng thắn, thật thà, ngay thẳng. Hoa và quả kết thành từng chùm nên tượng trưng cho sự đoàn kết sum vầy. Quả khi chín có màu vàng sáng rực nên tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, thịnh vượng. Do đó, nhiều người tin rằng trồng cây khế trong sân vườn hoặc trước cửa nhà sẽ mang lại phú quý, giúp gia chủ đại cát đại lợi, con cháu lắm phúc nhiều lộc, giàu sang đời đời. Không những vậy, toàn thân cây khế đều là thuốc. Quả khế còn chữa được nhiều bệnh như hạ sốt, cầm máu, giảm bệnh trĩ, lợi tiểu. Lá của cây khế chua còn có công dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu, chữa mề đay, dị ứng. Vỏ thân và vỏ rễ của cây khế giúp điều trị đau khớp, viêm dạ dày và đau đầu mãn tính. Hoa khế trị ho, bổ thận, sốt rét, ho khan, ho đờm và kiết đị. Tuy nhiên, trong phong thủy, việc trồng cây cối trước cửa nhà được xem trọng vì đây là nơi đón lộc vào nhà. Nếu trồng cây quá to, chắn lối đi sẽ cản trở những luồng dương khí, tài lộc vào nhà.
Trong khi đó, cây khế cao khoảng 3-5 mét là loại cây lớn, cành lá xum xuê, nên khi trồng trước nhà, gia chủ cần phải cân nhắc. Nếu khoảng đất đủ rộng, có thể trồng cây khế trước nhà. Nếu đất hẹp, không có diện tích, bạn cũng có thể trồng cây khế bonsai được trồng trong chậu. Như vậy sẽ dễ cắt tỉa và ít tốn diện tích đất hơn. Trong phong thủy, không phân biệt trồng cây khế chua hay là khế ngọt. Cả hai loại đều mang tới tài lộc cho gia chủ. Tuy nhiên, nếu thích vận theo chữ, bạn có thể chọn trồng khế ngọt để thể hiện sự ngọt ngào, ấm áp, mong cầu gia đình, hạnh phúc, viên mãn. Vậy người tuổi nào hợp trồng cây khế? Vì mang ý nghĩa phong thủy tốt lành nên cây khế phù hợp với tất cả các mệnh. Nhưng cây có thân màu nâu, lá màu xanh, khi chín quả có màu vàng tươi nên thích hợp nhất là với những người mệnh thổ và mệnh hỏa. Người thuộc hai mệnh này trồng cây khế trước cửa nhà sẽ mang lại nhiều may mắn, phúc đức gấp bội. Gia chủ sẽ luôn ăn nên làm ra, ngày càng giàu có hơn, con cháu đời đời giàu sang. Có nên trồng cây khế trước nhà không? Trong phong thủy, việc bố trí bất kỳ thứ gì, kể cả cây cối trước cửa nhà đều rất được xem trọng. Bởi nó mang ý nghĩa cản đường đi lối bước vào nhà, điều này quyết định rất lớn tới vận hạn của gia chủ. Cây khế là loại cây mang đến rất nhiều tiện ích nhưng cũng không thể nào tùy tiện trồng ở bất cứ đâu cũng được. Bởi về mặt phong thủy, trồng cây không cẩn trọng sẽ ảnh hưởng tới vận may của gia chủ. Cho dù là cây ăn quả thì cũng phải suy xét nhiều mặt. Trong phong thủy, cửa nhà là nơi đón vận khí vào nhà, nơi đón tài lộc may mắn, nên trồng bất kỳ một cây nào cũng sẽ chắn lối đi, cản trở những luồng dương khí vào nhà. Lối ra sẽ không được thông thoáng và bị hạn chế ánh sáng, khiến cho căn nhà mất đi tính thẩm mỹ. Đặc biệt là cây khế, nó vốn là loài đại thụ nên dễ bám sâu, cành lá xum xuê, nên khi trồng trước nhà sẽ làm mất sự thông thoáng, làm nó trở nên âm u. Hệ thống dễ bám sâu vào gây rạn nứt bề mặt và hỏng lớp sơn. Hơn nữa, lá và quả rụng cũng gây mất vệ sinh cho căn nhà, nhất là phần sân trước gây mất mỹ quan. Nhưng cây khế trong phong thủy mang ý nghĩa khá tốt như cân bằng âm dương, mang tới tài lộc cho gia chủ. Người ta thường nói ăn khế trà vàng cũng là nói tới sự thịnh vượng của loài cây này trong phong thủy. Hơn nữa, theo quan niệm dân gian Việt Nam, loài cây này là cây chánh pháp gắn liền với người có phúc, hiền hậu, tượng trưng cho đức tính của con người Việt Nam. Vì vậy, không nên trồng cây khế trước nhà, nhưng vẫn có thể trồng ở một số vị trí khác nhau trong sân vườn hoặc sau nhà. Nếu bạn vẫn muốn trồng cây trước cửa nhà, thì hãy chọn các cây như cau, lộc vừng, sung, vì nó giúp âm dương được cân bằng, mang ý nghĩa tốt đẹp. Nếu bạn vẫn muốn trồng cây khế trước nhà hay đã trồng nhưng không muốn đốn đi thì vẫn có cách đảm bảo phong thủy. Bạn nên lưu ý những điều dưới đây. Chăm sóc tỉa cành thường xuyên giúp không gian luôn thông thoáng. Chọn khế bonsai thay vì khế truyền thống vì nó dễ cắt tỉa và thông thoáng hơn. Không trồng cây khế ở vị trí chắn lối đi lại vì nó không những gây cản trở lối đi mà còn ảnh hưởng tới tài lộc và bình an của gia đình. Cây khế thường phát triển mạnh ở các khu vực có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, vùng khí hậu nóng và ẩm. Trong thời tiết ánh nắng mặt trời đầy đủ, có độ ẩm, cây khế sẽ phát triển rất tốt. Khế không khó sống, nhưng để phát triển tươi tốt nên sử dụng đất tơi xốp, đủ ẩm nhưng không được ngập nước. Nếu không trồng cây khế trước nhà thì có thể cân nhắc trồng ở trong vườn, những vị trí có thể dùng đến như lối đi vào trong sân vườn, ở vị trí này sẽ tạo nên một lối đi mát mẻ. Trồng tiểu cành trong sân. Cây khế cũng là một trong những loại cây được trồng tiểu cành khá nhiều, bởi không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn tạo điểm nhấn bóng mát tốt. Trồng giữa sân vườn. Cây khế nên trồng giữa sân vườn sẽ tạo bóng mát cho cả sân vườn. Đến đây, chắc các bạn cũng đã biết được ý nghĩa của cây khế trong phong thủy là gì, có nên trồng trước nhà hay không. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào nữa, hãy để lại bình luận cho chúng tôi nhé. Bên cạnh đó, quý vị cũng nên đặc biệt lưu ý những cây khoa xua đuổi tài lộc sau đây để biết nên trồng ở đâu thì phù hợp.
Có như thế mới hạn chế tối thiểu những rắc rối có thể xảy ra với cuộc sống của mình. 1. Hoa tulip. Hoa tulip có nhiều màu sắc đẹp và mang vẻ ngoài độc đáo, lạ mắt nên nhiều người mua về để trang trí nhà cửa. Thế nhưng ít ai biết rằng nó là cây hoa xua đuổi tài lộc nếu đặt sai vị trí. Các chuyên gia phong thủy khuyên rằng gia chủ không nên đặt hoa tulip ở phòng làm việc. Loài hoa này được cho là sẽ phá hoại phong thủy trong phòng làm việc, khiến công việc xuất hiện nhiều trở ngại, đường công danh dễ gặp phải rắc rối. Bên cạnh đó, hoa tulip có chất kiềm độc, nếu vô tình động vào sẽ khiến tóc và lông rụng. Theo các chuyên gia, thì một số người tiếp xúc với loài hoa này còn bị hói cả đầu. Theo đó, chất độc có tên là alkali của loài hoa này sẽ phát tán trong không khí nếu trồng tulip ở trong nhà. Lượng alkali sẽ trở nên đậm đặc hơn trong không gian hẹp vì khó thoát ra ngoài và lưu lại trong nhà, âm thầm làm rụng tóc và lông mày. Theo các bác sĩ, không nên tiếp xúc nhiều với hoa tulip bởi chúng sẽ gây ra những tác hại nghiêm trọng cho sức đề kháng, nhất là trẻ em. Loài hoa này khi để trong phòng kín có khả năng gây ra chứng đau đầu, chóng mặt và có thể tim đập nhanh, tăng huyết áp. Ngoài ra, củ cây này có chất tulipen, ăn vào sẽ gây chóng mặt, buồn nôn. Thế nên, nếu thích cũng nên lưu ý rằng hoa tulip chỉ thích hợp trồng ở ngoài trời thay vì trồng ở trong nhà. Nếu để ngoài trời, khí alkali có thể tản mát rồi loãng ra, ít nguy hiểm cho người và động vật. Đó là lý do ở các nước châu Âu, dù loài hoa tulip đẹp và phổ biến, nhưng họ chỉ trồng ở ngoài cánh đồng rộng lớn để làm đẹp cảnh quan thay vì đưa chúng vào trong nhà để trồng. 2. Cây xương rồng. Cây xương rồng dễ trồng, có sức sống mãnh liệt, được nhiều người yêu mến vì ít tốn công chăm sóc. Thế nhưng cây này có thân hình xù xì, gai góc, chỉ phù hợp để gần tivi hoặc là máy tính, giúp ngăn các bức xạ không tốt ảnh hưởng tới chúng ta. Dùng cây xương rồng đuổi đảo hoa dữ, tình duyên hết lận đận, sớm tìm thấy chân ái cuộc đời. Hoặc ở những khu vực xấu như góc nhọn của tường hoặc các mũi tên sắt từ hàng rào của nhà hàng xóm để chống lại sát khí và những nguồn năng lượng tiêu cực. Bạn có thể trồng những chậu xương rồng nhỏ để làm cảnh, nhưng tuyệt đối không nên trồng những cây to chiếm diện tích lớn trong nhà. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, nếu để những vị trí khác, cây dễ tạo ra những luồng sát khí, từ đó gia chủ dễ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực, nóng nảy, dễ mâu thuẫn cự cãi. Hơn nữa, xương rồng có nhiều gai nhọn, rất dễ làm tổn thương mọi người trong nhà, đặc biệt là trẻ nhỏ. Không nên để xương rồng ở trước cửa nhà, trong phòng khách, phòng làm việc, đặc biệt là phòng ngủ để tránh rước bệnh tật, tai họa vào thân. Những loại cây này mang sát khí sẽ xua đuổi tài lộc vào nhà và vận may không dám đến gần bạn. Không chỉ xương rồng mà các cây có lá nhọn như cây tùng, lô hội cũng không nên để ở phòng khách vì nó có thể là tác nhân ảnh hưởng tới tài lộc cũng như tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, gây cãi lộn, không thể sống hòa hợp. Phòng khách chỉ nên đặt các cây hoa chiêu tài như trúc phú quý, lan quân tử, kim tiền. Những loại cây này tượng trưng cho như ý cát tường. Không chỉ đem đến vận may mà còn giúp trang trí cho không gian thêm tươi mới. 3. Dạ lan hương. Cây dạ lan hương được nhiều người yêu thích vì có vẻ đẹp bắt mắt và mùi hương dễ chịu. Tuy nhiên, đây là một loại cây cảnh mà người xưa tránh trồng trong nhà vì với đặc tính nở vào ban đêm khiến họ tin rằng cây có liên hệ với năng lượng của các vong linh. Nếu trồng chúng trong nhà sẽ làm mất cân bằng âm dương trong căn nhà và mang tới nguồn năng lượng xấu cho gia chủ. Trong phong thủy, trồng dạ lan hương trong nhà sẽ làm ảnh hưởng tới tài lộc và các mối quan hệ trong gia đình nếu đặt không đúng chỗ. Đặc biệt, nó có thể ảnh hưởng tới tình cảm gia đình, khiến cho vợ chồng lục đục, cãi vã thường xuyên, con người trở nên ích kỷ, anh em trong nhà không yêu thương nhau. Đặc biệt, vị trí phòng ngủ không thích hợp đặt dạ lan hương cũng như các loại hoa tỏa ra mùi vào buổi tối. Cây này được cho là không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe con người mà còn dẫn tới vận thế không tốt, khiến cho việc làm ăn của gia chủ gặp nhiều trở ngại, khó thành công.
Về mặt sức khỏe, loại cây này sẽ tạo ra những hạt mùi kích thích xúc giác mãnh liệt, vô cùng nguy hiểm với những người mắc những bệnh cao huyết áp và tim. 4. Hoa bỉ ngạn. Truyền thuyết về hoa bỉ ngạn rất hay. Nó là một loại cây cuối cùng linh hồn nhìn thấy khi đi qua cầu Nại Hà trước khi chuyển sinh sang một kiếp mới. Vậy nên người ta tin rằng nó có năng lượng âm gắn kết với bỉ ngạn, nghĩa là loại hoa này trồng ở đâu sẽ khiến cho âm khí không tốt sản sinh. Không nên trồng hoa bỉ ngạn ở bất kỳ vị trí nào trong nhà, vì hoa bỉ ngạn không chỉ mang điểm giữ, phân ly mà còn khiến công việc làm ăn cũng trở nên khó khăn, nhiều trở ngại, ảnh hưởng tiêu cực tới tài lộc trong nhà. Tuy nhiên trong khi đó, một số quốc gia xem loại hoa này là điềm lành, may mắn, thuận khiết. Cây là sự kết nối âm dương, cây hoa bỉ ngạn trồng trong nhà sẽ giúp kết nối giữa các thành viên trong nhà với ông bà tổ tiên, giúp họ có thể ở gần và phù hộ cho con cháu của mình. Vì vậy, hoa bỉ ngạn được sử dụng trong các tang lễ khi đi viếng mộ, đặc biệt hoa cũng được trồng trang trí tại các chùa chiền, biệt thự. Thế nên, có trồng hoa bỉ ngạn trong nhà hay không còn phụ thuộc vào góc nhìn và quan niệm của gia chủ. 5. Cây khỏe. Trong văn học Việt Nam, hình tượng cây khỏe xum xuê tươi tốt thường dùng biểu trưng cho cảnh con cháu trong gia đình phát đạt đông đúc. Trong bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi có câu: Rồi hóng mát thuở ngày trường, khỏe lục đùn đùn tán dợp xương. Trong thành ngữ Việt Nam, hoa khỏe, hoa sói để chỉ người Phật có vẻ cầu kỳ, loè loẹt trong cách trang sức tô điểm. Có thể nói, trong văn học từ xưa, hoa khỏe đã là loài hoa của sự bắt mắt, mang lại ý nghĩa tốt cho gia đình. Một giai thoại ở nhà Tống có kể rằng, nhà Vương Hậu trước kia trồng cây khỏe trước sân, ông mong ước các con sau này lớn lên được làm chức tam công. Ông một lòng chăm sóc và ước mong sau này may mắn đúng thật là đã đến, khi con trai Vương Hậu là Vương Đán nhậm chức tam công trong triều đình. Từ đó cây khỏe mang ý nghĩa tượng trưng cho sự quyền quý thành đạt, người người còn trồng cây khỏe với ước mong con cái thành danh đỗ đạt. Cây khỏe được nhiều người biết đến khi người ta dùng hoa của nó để nấu nước uống rất thơm ngọt, có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh đó, nhiều người còn xem hoa khỏe là một trong những vị thuốc bắc hiếm có. Tuy nhiên, theo phong thủy, nếu trồng trong vườn sau nhà, cây khỏe sẽ ảnh hưởng không tốt đến đường công danh của gia chủ. Việc làm ăn thường đối mặt với khó khăn, hiếm có cơ hội tốt xuất hiện. Ngược lại, nếu trồng hoa khỏe trước nhà lại đem tới may mắn, đôi khi là đem lại tài lộc. Các gia đình dưới thời Chu có con cái trong các kỳ khoa cử xem hoa khỏe như tam công. Họ trồng nhiều cây hoa khỏe để cầu may mắn, mong con cháu đỗ đạt thành danh. Ngày nay, cây hoa khỏe cũng thường được trồng để mang lại danh hoa phú quý. Với một vài gia đình đặc biệt, ngoài thành danh mang lại may mắn, cây hoa khỏe còn mang ý nghĩa khác rằng sẽ mang tới con cái, người phụ nữ trong gia đình cũng có thể ăn hạt hoa khỏe để cầu có con. Những người hiếm muộn không có may mắn trong đường con cái cũng hay đứng trước gốc cây khỏe để cầu nguyện. Khi trồng cây hoa khỏe phong thủy nên chăm tỉa cành cho cây ra nhiều hoa. Chùm hoa càng to, trắng mướt, bắt mắt, cây càng đâm chồi nảy lộc, xum xuê hoa lá thì càng mang nhiều may mắn và bình an, vinh hoa phú quý về cho gia đình. Bởi vậy, một số cây hoa xua đuổi tài lộc khi được đặt sai vị trí, nhưng nếu đặt đúng, chúng vẫn có những tác dụng riêng. Do đó, bạn không chỉ cần phải lựa chọn cây, mà còn cần phải xem xét kỹ cả hướng trồng cây nữa. Với những lợi ích đông y là ý nghĩa phong thủy, hoa khỏe phong thủy sẽ là loại cây mà bạn nên cân nhắc để trồng trước nhà. Vì cây hoa khỏe khi phát triển sẽ có thân gỗ cao lớn, rễ cũng bén ra to, nên lúc trồng tốt nhất nên trồng thừa. Cây non nên được đặt vào hố vuông kích thước 40 x 40 x 40cm để tạo không gian thích hợp nhất cho rễ phát triển. Dùng phân chuồng đã ủ sau đó trộn lẫn với đất, đặt cây sao cho cứng cáp, lấp hết bầu và cẩn thận không làm vỡ bầu. Là loại cây dễ cọc nên khỏe phong thủy vốn chịu hạn tốt, chủ yếu nên lưu ý mùa khô phải tưới thêm nước để cây được cấp nước đầy đủ, phát triển tốt hơn. Sau đó có thể thay phân chuồng bằng phân vô cơ.
Lúc cây cao tới tầm 1,2 cho tới 1,5 mét thì chủ động cắt ngọn chính để hoa hòe đâm ra nhiều cành, càng nhiều cành thì càng ra nhiều hoa. Thưa quý vị, hiện nay có rất nhiều gia chủ quan tâm tới việc chọn cây phong thủy trong nhà. Đây là một trong những yếu tố quyết định may mắn, tài lộc cũng như sự thành công trong công việc và cuộc sống. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết. Xã hội ngày càng phát triển, không gian xanh ngày càng bị thu hẹp. Chính vì vậy nên nhiều người đã lựa chọn trồng cây xanh trong nhà để điều hòa không khí và cải thiện môi trường sống. Bên cạnh đó, chúng còn mang đến nhiều tài lộc may mắn cho gia đình. Bài viết dưới đây của Lắng Đọng Tinh Hoa sẽ điểm qua những loại cây phong thủy trong nhà phổ biến nhất hiện nay. Các loại cây trồng trong nhà theo phong thủy hầu hết đều có một số đặc điểm giống nhau. Đây là những cây ưa bóng mát, chúng có thể sinh trưởng và phát triển trong điều kiện ánh sáng tự nhiên yếu, không gian hẹp và kín. Cây có thể quang hợp giữa ánh sáng của đèn điện, đồng thời chúng cũng chịu được những thay đổi liên tục từ môi trường khi sử dụng máy lạnh hoặc điều hòa. Lan hồ điệp. Lan hồ điệp là loài hoa quý, đồng thời cũng là cây phong thủy vượng vận, khá được ưa chuộng bởi vẻ đẹp và ý nghĩa tốt lành. Cây thuộc ngũ hành hỏa, màu hoa tươi tắn, khí chất thanh cao, bày đẹp nhất ở phòng khách và phòng làm việc. Lan là một trong tứ quý, lan, cúc, trúc, mai, đại diện cho sự tươi đẹp của thời tiết, đồng thời cũng mang phẩm chất vượt trội. Bày lan trong nhà để tăng quý khí, đặc biệt có lợi đối với người theo nghiệp quan trường. Ngày bày lan không quá câu nệ, nhưng quan trọng nhất là chơi lan phải biết thưởng lan, học hỏi tính cách tốt đẹp của nó để sửa mình theo. Vận trình chắc chắn sẽ ngày càng khương vượng, gia trạch sẽ ngày càng phú quý. Lan hồ điệp không dễ chăm, khi bày trong nhà phải hết sức lưu ý, không để cây khô héo. Hoa trường thọ. Hoa trường thọ có kết cấu lá xanh hoa đỏ xinh đẹp lung linh, kết cấu chặt chẽ, đẹp về thẩm mỹ, lại có ý nghĩa tốt lành, là loại cây phong thủy trong nhà nên sử dụng. Thời gian sinh trưởng và duy trì của loài hoa này khoảng 2 tháng so với các loại hoa khác là khá dài, thích hợp bày trong nhà để vượng khí. Hoa có dáng hình tươi tắn, màu đỏ rực rỡ, bày ở phòng khách hoặc phòng ăn mang tới sức sống dồi dào. Có tác dụng phấn chấn tinh thần, khai thông vận may, cải thiện các mối quan hệ trong gia đình. Nhờ cái tên ngụ ý tốt của loài cây này còn là lời chúc phúc, chúc sức khỏe, hợp bày trong phòng ngủ của người lớn tuổi có thể làm quà tặng, quà mừng. Hoa thu hải đường. Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi thư giãn, cần giữ không khí thanh sạch, yên tĩnh và thanh nhã để hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn, có lợi cho thân thể nói riêng và sức khỏe nói chung. Trong phong thủy nhấn mạnh, việc bày hoa cỏ trong phòng ngủ phải tránh các loại có mùi quá nồng, quá mạnh. Xin gợi ý bạn có thể dùng hoa hải đường. Hoa thu hải đường nhẹ dịu, hầu như không có mùi, làm cho chủ nhân khó chịu, lại hấp thụ bụi bẩn, loại bỏ tạp chất, làm sạch không khí. Ý nghĩa của loài hoa này là giàu sang may mắn, làm ăn tấn tới, phúc lộc đầy nhà. Bày ở phòng khách hoặc trồng trong sân vườn cũng có hiệu quả phong thủy cao. Sau má lá sen hay còn có tên gọi là sau má nhật, có đặc điểm là lá tròn, xanh tốt, dễ sống. Cây có thể sinh trưởng ở môi trường nước mềm nên không tốn công chăm sóc, bày ở bàn làm việc, bàn ăn, bàn trà phòng khách hay trồng trong sân vườn. Bồn hoa cây cảnh đều thích hợp. Do má lá sen làm sạch nước, sạch không khí, mang lại không gian sống xanh, sạch đẹp hơn. Bên cạnh đó, ý nghĩa của loài cây phong thủy cát tường này là vượng tài vượng lộc, thúc giục nguồn tài chính trong nhà sinh sôi nảy nở, dồi dào tốt tươi, giống như sự phát triển nhanh chóng của cây. Hình dáng lá tròn trịa, ngụ ý, phúc khí và viên mãn, có lợi cho sự hòa hợp, mang tới lương duyên trong tình cảm. Cây này ưa ẩm và ưa ấm, có thể trồng thủy sinh hoặc trồng trong đất đều được. Tùy thuộc vào ngũ hành của từng vị trí trong nhà và ngũ hành bản mệnh mà dùng nước hay đất để dưỡng cây. Thông thường bày ở tài vị, phòng khách thì dùng loại trồng trong đất, bày ở ngoài sân vườn, ban công, phòng ngủ, phòng ăn thì bày loại trồng thủy sinh. Cây khuyết rồng. Là một loại cây cùng họ với thiết mộc lan,
Cây khuyết rồng có nhiều tác dụng phong thủy và có thể sử dụng ở nhiều vị trí trong nhà. Bày ở phía nam cửa chính cực kỳ có lợi cho gia vận, có thể nâng cao vận trạch toàn gia. Hướng nam thuộc ngũ hành hỏa nên dùng thực vật năng lượng mộc, mà cụ thể là cây khuyết rồng để bày ở lối vào. Mộc sinh hỏa, tăng cường năng lượng, kích thích sinh khí. Muốn tăng cường phong thủy phòng khách, chủ nhân nên chọn bày cây ở góc phòng hoặc để khóa giải cấm kỵ phong thủy cầu thang thì bày cây ở cạnh chân cầu thang. Phòng khách chiếm vị trí quan trọng trong phong thủy nhà ở, là nơi người nhà tụ tập cải thiện tình cảm, nơi tiếp khách chiêu tài tiến lộc, thăng vượng sự nghiệp, nên không gian nhất định phải đẹp mắt và hợp phong thủy. Bày thực vật xanh ở đây phải chọn loại có ý nghĩa may mắn. Cây khuyết rồng cao sang quý phái, lại không quá rườm rà, lá xanh tốt, vóc dáng đẹp, có thể điều hòa làm sạch không khí, lưu chuyển khí, giúp gia vận tăng lên không ít. Thêm một điều nữa để mọi người chọn cây khuyết rồng bày trong nhà, chính là nó có tác dụng vượng nhân duyên, thúc đẩy quan hệ xã giao, bồi dưỡng tình cảm gia đình và mời gọi quý nhân. Phòng khách là nơi diễn ra hầu hết các cuộc gặp gỡ của người trong nhà, của chủ nhà với khách khứa, nên hãy bày một cây khuyết rồng ở đây. Lưu ý khi sử dụng cây phong thủy nên trồng trong nhà này là không nên chọn cây quá to, cành lá xum xuê để tránh sản sinh ruồi nhặng, muỗi dĩn, đồng thời không mang tới cảm giác ngột ngạt. Một bồn cây vừa phải hợp với diện tích phòng được chăm sóc xanh tươi sẽ giải tỏa áp lực so với những loại hoa cỏ rực rỡ bắt mắt còn dịu dàng, nhẹ nhàng hơn. Cây khuyết rồng có công năng chữa bệnh, đối với vận trình sức khỏe có nhiều lợi ích. Nhà có người hướng nội nhát gan, tính cách u buồn, thiếu dũng cảm, thiếu tự tin thì nên bày cây để cải thiện môi trường sống, phấn chấn tinh thần, bồi dưỡng niềm vui và những điểm còn thiếu sót. Lan Quân Tử. Người xưa truyền rằng Lan Quân Tử có thể nhận biết được tư tưởng của người khác, bầu không khí của không gian có ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và nở hoa của cây. Vì thế mà nhà nào bày lan quân tử, nở hoa đẹp, cây tốt, tươi, mỹ mãn thì chứng tỏ nhà đó có phúc khí sâu dày, gia vận hài hòa viên mãn, vận trình chủ nhân rất tốt. Ngược lại, nhà cửa bất lợi, con người không có đức thì loài hoa này tuyệt đối không nở. Và thần kỳ hơn là mỗi khi lan quân tử nở hoa chính là tín hiệu báo hỷ, trong nhà sắp có chuyện vui, chủ nhân sắp gặp được vận may lớn. Bày cây trong nhà không những mong chờ những điều tốt đẹp, cải thiện vận và chấn chỉnh toàn gia, hướng tới phẩm chất cao quý, mà còn có thể tận hưởng niềm vui, hiểu ý nghĩa của hy vọng. Lan là loài hoa thuộc tứ quý, mai, lan, cúc, trúc, có khí chất sang quý, phẩm chất nổi trội, thể hiện phong phạm của chủ nhân, thích hợp để bày ở phòng khách hoặc thư phòng, phòng làm việc. Hoa cúc. Hoa cúc từ lâu được biết tới là loài hoa của sự trường thọ, tượng trưng cho phúc khí và sự lâu dài. Ý nghĩa phong thủy của hoa cúc, gia tăng phúc khí, cuộc sống như ý, màu sắc tươi tắn, ý nghĩa tốt lành, bày trong nhà rất có lợi cho sức khỏe, gia vận, đặc biệt là với gia đình có người lớn tuổi. Lưu ý là khi bày nên tránh nơi có ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào để hoa tươi lâu. Cây quýt vàng. Mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt thường có truyền thống bày cây quất cảnh hoặc là quýt cảnh trong nhà. Điều này xuất phát từ ý nghĩa vượng tài, chiêu dụ kim ngân và sinh sôi nảy nở của loài cây này. Quả màu vàng đẹp mắt, trái quả chĩu cành, lá xanh trên hoa trắng tượng trưng cho sự sinh trưởng dồi dào, thịnh vượng bền lâu. Không cứ ngày Tết mà bất cứ ngày nào trưng trong nhà cũng đều mang tới may mắn cho toàn gia. Cây tùng bách. Nói tới cây phong thủy trong nhà, không thể điểm thiếu tùng bách, loại cây cảnh dáng rất đẹp, phong độ cao, khí chất tốt, bày ở đâu thì phong thủy ở đấy khởi sắc. Tùng bách đón khách, bày ở phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng có thể tăng cường vận trình xã giao, mang tới bầu không khí hài hòa, thân tình, chiêu dụ quý nhân. Lưu ý loại cây này ưa sáng, phải bày ở nơi có ánh sáng chiếu rọi, không được đặt ở góc âm u tối tăm, cây sẽ rất màu chết, gây ảnh hưởng tiêu cực. Hoa lan.
Nếu không có điều kiện trồng cây hoa lan, bởi loại cây này rất tốn công chăm bón, thì có thể cắm hoa lan để làm đẹp không gian và kích thích phong thủy. Loài hoa này đại diện cho khí chất cao quý, quyền lực và quan hệ xã giao. Bày trong phòng khách, văn phòng sẽ thúc đẩy sự nghiệp, vượng tài khí, lợi đường, thăng tiến. Cây trúc mây. Cây trúc mây thuộc ngũ hành thủy, thích hợp bày ở hướng đông của nhà để cải thiện tình hình sức khỏe của chủ nhân, nhất là người có vấn đề về thận và gan. Là cây phong thủy tốt lành đại diện cho sinh vượng, nên bày trúc mây ở ban công có thể tăng cường sinh khí, cản trở sát khí bay vào nhà. Cây càng tươi tốt, cành lá càng xum xuê thì càng tốt. Phong thủy nhấn mạnh, bày trúc mây ở trước cửa thì tài vận không mời cũng tới, hộ gia trừ tà chấn trạch. Người nhà ốm đau bệnh tật, công việc không thuận, học tập kém cỏi, trong cuộc sống có nhiều chuyện không như ý thì nên trồng trúc mây trước cửa ở sân vườn hoặc ban công để đánh đuổi tà khí, bảo vệ an khang. Cây này có thể hấp thụ khí CO2 và các loại kim loại nặng, giảm thiểu ô nhiễm không khí, làm sạch không gian, nên bày ở văn phòng sẽ giúp thần trí tỉnh táo, làm việc hiệu quả, bảo vệ thân thể. Cây phát tài. Cây phát tài phong thủy, tên gọi đã phản ánh tác dụng phong thủy là chiêu tài tiến lộc, thúc đẩy tài khí cực kỳ tốt. Ở khu vực đông nam nhà ở, nơi làm việc bày một chậu cây phát tài thì thần tài ghé thăm, làm việc thuận buồm xuôi gió, tài chính khả quan. Hơn thế nữa, loại cây này còn hưng phấn tinh thần, xua đuổi tiểu nhân, cải thiện đáng kể vận trình. Một số người chỉ biết bày cây phát tài trong nhà sẽ chưa tài mà không biết cách tốt nhất để sử dụng loại cây này là đặt chậu cây lên một tờ giấy đỏ. Màu đỏ mang ý nghĩa may mắn sẽ nâng hiệu quả tụ tài của cây phong thủy. Trúc hoa sen. Trúc hoa sen có thể hấp thụ các loại khí độc, khí xấu có hại cho cơ thể con người. Cây màu xanh mát đặt cạnh bàn làm việc có thể thư giãn, giảm căng thẳng, giảm nhức mỏi mắt. Ý nghĩa phong thủy của loại cây này là phù hộ bình an, may mắn suôn sẻ, thường được bày ở phòng thờ gần ban thờ thần án. Trúc hoa sen nhất định phải chọn cây thân cao nên bày ở gần cửa sổ hoặc nơi thoáng đãng, có ánh sáng mặt trời để cây phát triển tốt. Nếu là cây để bàn thì cao khoảng 60-70cm là vừa. Bày trong nhà cây cao ít nhất là 1m, còn bày ở sảnh hay ở tài vị thì ít nhất cũng phải cao 2m trở lên. Cây lưỡi hổ. Trong các loại cây phong thủy khóa sát, trừ tà, chiêu tài thì cây lưỡi hổ được ưa chuộng hơn cả bởi năng lượng mạnh, dáng vẻ gọn gàng đẹp mắt và sức sống dẻo dai. Bày cây lưỡi hổ ở phía tây phòng khách thuộc hành kim thì tăng cường năng lượng kim bởi viền cây có màu vàng. Cách bố trí như vậy, một mặt có lợi cho hô hấp và phổi, mặt khác dùng để chiêu tài vượng vận, mời gọi tài lộc. Cây thuộc ngũ hành mộc bày ở hướng nam phòng khách thuộc ngũ hành hỏa là hợp nhất. Có thể vượng sức khỏe, nhất là cải thiện chức năng tim và dạ dày của người trong nhà, đồng thời thúc đẩy bổ sung tinh thần cho những người có tính cách thiếu tự tin, thiếu dũng khí. Là cây phong thủy hóa sát nên cây lưỡi hổ thường được bày ở ban công, khu vực nạp khí và cũng là nơi ngăn ngừa sát khí, tránh tà khí và uế khí xâm nhập vào nhà. Nếu từ ban công nhà hướng ra ngoài là núi cao cảnh đẹp, không có bất cứ hình sát nào thì bày lưỡi hổ như gấm thêm hoa, tốt càng thêm tốt. Nếu ban công nhìn thấy góc tường, kiến trúc nhọn, kiến trúc kính, ống khói nhà cao tầng thì cây lưỡi hổ sẽ khóa giải hết hung hiểm. Cây lưỡi hổ sinh vượng quanh năm, trồng ở ban công không cần chăm sóc nhiều, bày ở trong nhà cũng dễ sống nên bày ở tài vị hoặc vượng vị để tăng tài vận, phát tài khí. Bày ở văn phòng, phòng sách mang tới sức sống bừng bừng, phấn chấn tinh thần. Màu xanh lá giúp phát triển sự sáng tạo, có lợi cho sự nghiệp, học nghiệp. Một điểm nữa là cây này hấp thụ phóng xạ, bụi bẩn, uế khí, xú khí, nên bấy nơi nào trong nhà, đặc biệt trong nhà vệ sinh có thể làm sạch không khí, góp phần cải thiện phong thủy và không gian sống, tốt cho vận trình sức khỏe. Cây ngọc kỷ lân. Ngọc kỷ lân là cây phong thủy trong nhà có tác dụng hóa sát vượng trạch, phù hợp bày ở khung vị, suy vị. Căn cứ vào tính chất của từng loại thực vật,
có loại bày ở tài vị vượng vị sẽ hưng gia, cải thiện phong thủy, cũng có loại phải đặt ở phương vị xấu để trấn áp tà khí, rủi ro tai ương. Ngọc Kỳ Lân phát huy đầy đủ sức mạnh của mình khi đặt ở những hướng không tốt trong nhà. Ngoài ra, nếu ban công nhìn ra những kiến trúc cao tầng, kiến trúc nhọn góc tường, góc nhà, cửa kính, thì có thể dùng cây này chặn sát khí, ngăn ngừa ảnh hưởng xấu tới người trong gia đình. Cây nắp ấm. Cây nắp ấm dáng hình kỳ lạ bắt mắt, có khả năng bắt những loại côn trùng nhỏ. Thông thường, cây được trồng ở các bồn treo đặt ngoài ban công hoặc ở sân vườn cửa sổ, vừa hạn chế ruồi muỗi lại trừ tà khóa sát, ngăn ngừa các luồng sát khí và năng lượng xấu xâm nhập vào nhà. Ngoài ra, cây nắp ấm còn có hình giống như bình nước. Nước bốn phía đều tụ về một chỗ nên tượng trưng cho tài lộ hanh thông của cải bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến. Vì thế, người ta có thể bày cây nắp ấm trong nhà, đặc biệt là vào mùa xuân, để chúc phúc cầu may, mong cho khởi đầu một năm mới suôn sẻ, tài nguyên tiền vào rộng rãi. Cây xương rồng. Từ lâu, cây xương rồng đã được biết đến là loại cây phong thủy trừ tà khóa sát, thường đặt ở ban công, cửa sổ hoặc cửa chính. Nhà phạm hung sát như sừng nhọn bắn thẳng tới, đối diện thiên trảm sát, phương vị bạch hổ có động đều có thể sử dụng cây xương rồng để hạn chế hung tai, giảm thiểu rủi ro. Trong phong thủy, các loại cây lá xanh tốt tươi tắn, cây cao to thì đặt ở phương cát tường vượng vị để sinh khí vượng. Lá càng dày càng tốt, lá càng xanh càng đẹp, cây xanh tốt quanh năm là phù hợp nhất. Nhưng ở phương vị bất lợi, vị trí có hình sát chiếu tới, có hung sát xông thẳng vào như đối diện góc tường vật nhọn, gần nhà bệnh viện Nghĩa Trang, miếu tự chùa chiền thì nên bày cây có gai để khóa sát, khiến sát khí thấy khó mà thoái lui, bảo vệ gia cư. Ngoài ra, một đặc điểm nữa là cây xương rồng có tác dụng làm sạch không khí khá mạnh, đồng thời ngăn ngừa ảnh hưởng của điện tử tới sức khỏe của con người, nên thường đặt cạnh máy tính, các thiết bị điện tử. Cây lan ý. Cây lan ý hay còn có tên gọi khác là cây bạch trưởng tính âm, bốn mùa xanh tốt, nở hoa màu trắng giống bạch hạc dương cánh hoặc cánh buồm ra khơi, dáng ngọc yêu kiều, màu trắng thanh khiết, thích hợp bày trong nhà ngoài sân đều hợp lý, bày ở bàn trà, tiền sảnh, mặt bàn ăn, giá sách, nơi làm việc. Cây có thế vượng vận, chúc phúc, mang tới sinh khí dồi dào, hanh thông sức khỏe. Tuy nhiên, đối với tỉnh Xuyên thì loài cây này không có lợi lắm nên tránh bày trong phòng ngủ, nhất là phòng ngủ của vợ chồng, người độc thân chưa lập gia đình. Cây hồng kiếm. Cây hồng kiếm có hình dáng rất đặc trưng, các cánh hoa sắp xếp tự nhiên như hình chiếc kiếm, là một trong những loại cây vượng vận có tác dụng tránh ma quỷ, đuổi tà khí. Cây này thích hợp trồng ở mặt phía đông của ban công hoặc trong nhà nơi có ánh sáng sung túc, không gian thoáng đãng. Cây lan hải. Lá cây thuộc họ nhà lan, lan hải có hình dáng khá đặc biệt, giống như chiếc túi với ngụ ý no đủ bát mãn, phú quý phát tài. Cây này thường trồng trong bồn nhỏ, đặt ở bệ cửa sổ phòng khách hoặc bàn trà, văn phòng, phòng làm việc, phòng ngủ. Cây ưa sáng nên cần đặt ở nơi có ánh sáng tự nhiên sung túc, không gian thông thoáng. Cây lưỡi cọp đỏ. Cây lưỡi cọp đỏ còn có tên gọi là Phật Quang Hồng, mang tới không khí phấn khởi. Trong phong thủy là loài cây ngụ ý cát tường mừng vui, phú quý bình an, tâm ý cát tường. Cây thích hợp trồng trong bồn hoa loại nhỏ, để ở ban công, bệ cửa sổ, phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ. Càng gần cửa càng tốt vì nó sẽ nghênh đón nhiều cát khí vào nhà. Cây thanh hương. Cây thanh hương mùi thơm nồng giống như hạt tiêu, không nên bày trong phòng ngủ và mỗi không gian chỉ bày một cây nhỏ là đủ. Bày quá nhiều sẽ bất lợi đối với sức khỏe của người trong nhà, ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi thư giãn và có thể gây dị ứng. Cây nên bày ở không gian rộng như phòng khách, tiền sảnh, phòng làm việc. Cây này hướng sáng nên bày ở bệ cửa sổ, ban công, nơi thông gió và thoáng đãng. Tác dụng phong thủy của cây thanh hương là tăng tiến may mắn và bồi dưỡng sinh khí cho không gian, có thể tạo thành các cây cảnh tốt lành, có ý nghĩa chúc phúc. Cây phỉ thúy. Cây phỉ thúy tao nhã, phóng khoáng, nhỏ nhắn xinh xắn, không chiếm diện tích và tiện nuôi trồng.
đặt cây ở cạnh máy tính có thể hấp thụ phóng xạ, thư giãn mắt, bảo vệ thị lực. Phỉ thúy là cây thuộc tính âm, bấy lâu trong nhà cũng không ảnh hưởng gì, không tốn công chăm sóc. Cây trồng ở nơi thoáng đãng, đặt ở ban công hoặc bệ cửa sổ đều có thể thu hút cát khí. Bày ở hội trường giúp không gian thêm đẹp đẽ, sinh động. Hơn nữa, khi nở hoa, màu sắc tươi tắn bắt mắt, có ngụ ý cát tường, vượng nhân duyên, vượng đường, quý nhân. Cây đinh lăng. Không chỉ là cây thuốc, đinh lăng còn là một trong những cây phong thủy nên trồng trong nhà bởi có nhiều công dụng bất ngờ. Ngoài việc trấn trạch an gia, trấn giữ tài khí cho gia đình, thì đinh lăng còn mời gọi những nguồn năng lượng tốt từ bên ngoài tiến vào. Vì thế mà cây thường được bày ở sân trước hoặc trước cửa nhà, bày trong phòng khách. Cây hồng môn. Cây hồng môn là một trong những cây phong thủy nên trồng trong nhà, lá dày rộng xanh tươi, sắc hoa tươi tắn diễm lệ, ngụ ý phú quý cát tường, hồng vận phù đầu, không những vượng tài vượng lộc, tấn tiến bình an mà còn cực kỳ có lợi cho nhân duyên, đại diện cho uy quyền và vị trí của người phụ nữ trong gia đình. Màu đỏ đối với người phương Đông là màu cát tường, mang tới niềm vui và hỷ khí, tượng trưng cho sự phát triển của sự nghiệp và mời gọi vận may. Bảy cây hồng môn trong nhà mang tới sức sống, sự tự tin nhiệt tình, làm không gian trở nên sáng sủa hơn. Cây có tác dụng tốt trong việc khích lệ tinh thần, phấn chấn quá trình sinh hoạt của gia đình, cảm hóa bạn bè, tăng cường quý nhân vận và xa lánh tiểu nhân. Hồng môn có tác dụng trong việc chuyển hóa ngũ hành bát quái, cây thuộc hành mộc nhóm hỏa. Hỏa tái sinh thổ nên ở phương vị thuộc tính thổ trong nhà mà bày một cây hồng môn, dùng mộc khắc chế thổ nhưng cũng là sinh vượng thổ thì rất tốt. Màu hoa đỏ tượng trưng cho khỏe càn, mỹ lệ sáng sủa. Nhụy hoa màu vàng đại diện cho khỏe khôn, nữ chủ nhân trong nhà, tính chất chăm chỉ ôn hòa, càng bày càng thịnh. Trong phong thủy nhà ở, mộc tinh bay tới khôn vị hoặc cấn vị thì đại biểu cho nhân sự bất lợi, xuất hiện hung tai rất lớn đối với người trong nhà, tổn hại nhân khẩu. Bảy hồng môn ở khôn vị là cách hóa giải hữu hiệu. Nhà có nữ giới yếu ớt, bệnh tật, tình duyên không thuận, vận thế kém cũng nên bày loại cây này ở khôn vị của phòng khách hoặc phòng ngủ để cải thiện. Nhà bày hồng môn thì nữ giới có tiếng nói, nắm giữ kinh tế, muốn được trông coi trọng thì các chị em có thể tận dụng loại cây vừa có tài vừa có sắc này. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi đã giới thiệu cho bạn về đặc điểm và ý nghĩa của các loại cây phong thủy cũng như tuổi phù hợp để trồng cây khế. Hy vọng quý vị có thể trồng cây khế nói riêng và các loại cây phong thủy khác nói chung tại vị trí phù hợp, giúp đảm bảo mỹ quan của căn nhà, đồng thời mang lại những ý nghĩa tốt về mặt phong thủy. Năm con vật đột nhiên chạy vào nhà, báo hiệu năm 2024, gia chủ sắp giàu to, thần tài cho lộc. Quý vị thân mến, mỗi sự vật, hiện tượng và loài vật xuất hiện trong cuộc đời đều mang tới những ý nghĩa riêng biệt. Đôi khi chỉ là một con vật, nhưng cách thức mà nó xuất hiện cũng mang tới những điểm báo khác nhau. Bởi các loài vật có khả năng cảm nhận rất tốt trường khí ở từng khu vực khác nhau. Nơi nào là vùng đất may mắn thì thường xuất hiện những con vật tốt lành. Tuy nhiên, không phải loài vật nào vào nhà cũng mang ý nghĩa phong thủy tốt lành. Có những loài vật mang trường năng lượng xấu khi vào nhà sẽ khiến cho tiền vàng của gia chủ không cánh mà bay. Gia đình lục đục nội bộ, xui xẻo ập đến bất ngờ. Nhưng ngược lại, lại có những con vật khi vào nhà mang tới may mắn, tài lộc cho gia đình. Thần tài gõ cửa, tiền vàng cứ ùn ùn kéo đến, tiêu mãi không hết. Vậy những con vật nào đột nhiên chạy vào nhà, báo hiệu gia chủ sắp giàu to? Những con vật nào chạy vào nhà thì xui xẻo gia đình lục đục? Quý vị hãy cùng lắng đọng tinh hoa tìm hiểu ngay sau đây. Nhưng trước khi đi sâu vào tìm hiểu, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo về video mới nhất cũng như ủng hộ ban biên tập của chương trình nhé. Thứ nhất, dơi bay vào nhà. Dơi là loài vật sống về đêm, kiếm ăn và hoạt động về đêm. Sau đó chúng chọn sống ở những nơi kín đáo, u tối và xa cách với loài người như các hang động, các cây cổ thụ hoặc những nơi ẩm thấp mà không phải là nhà ở của con người.
Rơi là con vật không được nghênh đón trong ngôi nhà của chúng ta, vì thế ta càng cảm thấy sợ hãi khi rơi bay vào nhà. Vậy nếu rơi bay vào nhà thì có điểm gì? Đó có phải là dự báo về một tin không vui hay không? Đó là câu trả lời được đặt ra đi cùng với nỗi lo lắng của không ít người. Rơi là động vật có vú, có cánh, biết bay, thường bay kiếm ăn lúc chập tối, hình dáng tựa con chim nhưng không phải là chim, giống thú nhưng cũng chẳng phải thú. Rơi là loài động vật ưa sống vào ban đêm, chúng thường có màu đen tối, chúng thích cư ngụ ở những nơi bóng tối, ẩm thấp và bí hiểm. Chính vì thế, phần lớn rơi thường tập trung nhiều ở các hang động, trên những cây cổ thụ cao to hoặc nơi rừng rậm tăm tối. Những đặc điểm từ màu sắc và hình dáng cho tới thói quen sinh hoạt này khiến cho mọi người xem chúng là động vật kinh dị, xấu xí và suy diễn rằng nếu như gặp phải rơi hay là rơi bay vào nhà là một điểm xấu, từ đó suy diễn có điều gì sẽ xảy ra. Với người Trung Hoa, con rơi là biểu tượng của sự giàu có dồi dào. Chúng ta thường thấy các mô hình tròn 5 con rơi, ngũ phúc là một tính năng thiết kế rất phổ biến, được tìm thấy trên đồ nội thất, tranh vẽ, gốm sứ. Người ta tin rằng loài rơi bị hấp dẫn bởi những nơi có nhiều dương khí. Chúng là loài vật có khả năng tìm thấy và cảm nhận được những khu đất có phần dương khí. Vì thế có thể nói, nơi nào có rơi tới thường là khí đất tốt lành. Nếu có hiện tượng rơi vào và làm tổ trong ngôi nhà của mình thì chứng tỏ rằng đây là một nơi có điều kiện tốt lành. Ý nghĩa của hiện tượng này đó là hứa hẹn tương lai gia chủ sẽ gặp được những thuận lợi, cuộc sống bạn sẽ gặp những an bình, hạnh phúc. Theo tâm linh, rơi là loài vật đại diện cho sự giàu có, do đó không chỉ có được hạnh phúc mà còn hậu thuẫn cho gia chủ cải thiện tài lộc, dễ gặp may mắn trong vấn đề tiền bạc và tài chính. Tuy rơi được xem là con vật may mắn, mang lại điềm báo đáng mừng, nhưng khi chúng bay vào nhà rồi chết thì tình hình đã thay đổi. Hiện tượng này được xem là điềm báo xấu, cho thấy sắp có người ốm đau, có thể không qua khỏi hoặc có người gặp tai nạn bất ngờ. Dù sao thì rơi không phải là vật nuôi trong nhà, nên khi rơi bay vào nhà làm tổ sẽ khiến cho chúng ta khó chịu vì sự mất thẩm mỹ của nó. Ngoài ra, chúng ta cũng đuổi chúng đi để tránh gây ra những mầm bệnh trong căn nhà, đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ, có thể rơi sẽ làm cho chúng hoảng sợ. Có thể nguyên nhân khiến rơi bay vào nhà không có điểm gì ngoài sự thật là nhà bạn kín, ẩm thấp và không có ánh sáng chiếu vào. Hoặc cũng có thể nhà sống gần nơi có nhiều hang động, hoặc gần những khu rừng rậm rạp, hoặc gần nơi bạn sống có một con suối. Cũng có thể nhà bạn mới chuyển tới căn nhà đã bị bỏ hoang nhiều năm, do đó nên thường xuyên vệ sinh sạch sẽ cho ngôi nhà, không quên thông rác bụi ở những khe cửa và chân nhà. Ngoài ra, có thể sử dụng một số loại máy đuổi rơi bằng việc phát ra loại sóng điện từ với tín hiệu mạnh mẽ, dao động ở tần số cực thấp, khiến các loài rơi không đến gần, tạo một rào cản vô hình ngăn chặn những con rơi bay vào. Thứ 2. Rắn bò vào nhà. Rắn trong tâm linh đại diện cho sự nhanh nhẹn, quyết đoán và huyền bí. Vì thế, nó mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện cho cái thiện và cái ác trong tâm của mỗi người. Rắn bò vào trong nhà là một hiện tượng hết sức bình thường, hay gặp trong mỗi gia đình. Rắn thường sinh sống và kiếm ăn ở khu vực gần sông suối, nơi có nhiều cây cối rậm rạp. Nếu bạn sinh sống ở khu vực này mà không dọn dẹp nhà cửa thường xuyên, việc rắn di chuyển vào ngôi nhà của bạn là điều hiển nhiên. Vào mùa hè, thời tiết oi bức nóng nực, người ta thường bắt gặp những con rắn bò vào trong nhà để tìm chỗ tránh nóng. Nếu nhà của bạn ở gần khu nuôi rắn, trường hợp chúng bò ra ngoài và di chuyển vào nhà của bạn cũng có thể xảy ra. Những loài rắn lành không có độc bò vào nhà dự báo điều tốt, mang may mắn cho gia chủ. Mọi sự từ công việc, học tập, làm ăn, hôn nhân đều thuận buồm xuôi gió, đạt thành tích đáng kể. Rắn bò vào nhà có màu vàng, màu trắng là điềm báo mọi sự cố gắng được đền đáp xứng đáng. Nếu đang có dự định gì chưa thực hiện thì nên triển khai luôn bởi tỷ lệ thành công rất cao. Ngược lại, rắn độc bò vào nhà báo hiệu những điều không may mắn sắp xảy ra. Những chuyện xui xẻo có thể ập đến với gia đình bạn bất cứ lúc nào. Do đó, gia chủ cần chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó.
Đây có thể là điểm báo bạn sắp bị tiểu nhân hoặc kẻ thù hãm hại. Vì vậy nên cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao cũng như làm ăn để tránh gặp rắc rối. Rắn bò vào vị trí bàn thờ hoặc giường ngủ là một điểm báo xấu liên quan tới âm phần mồ mả. Gia chủ nên đi xem mồ mả tổ tiên của mình có bị động hay là gặp vấn đề gì hay không để có biện pháp xử lý kịp thời. Để làm gì khi thấy rắn bò vào trong ngôi nhà của mình? Rắn là loài động vật khiến cho nhiều người sợ hãi. Tâm lý chung của con người khi nhìn thấy rắn là sẽ hoảng sợ bỏ chạy hoặc tìm cách tấn công. Tuy nhiên, cả hai hành động trên đều không làm tình hình tốt hơn. Bạn càng la hét và tấn công chúng sẽ sẵn sàng lao đến và tấn công lại bạn, khiến cho bạn gặp nguy hiểm. Do đó, điều quan trọng nhất bạn cần làm là giữ tâm bình tĩnh rồi tìm cách giải quyết vấn đề. Khi nhìn thấy rắn bò vào nhà, hãy dùng một cây gậy dài hoặc là cán chổi để đuổi rắn đi, nên đuổi nhẹ nhàng, đừng để rắn tấn công lại. Có thể dùng một tấm chăn mềm phủ lên, sau đó tìm vật nặng đè xung quanh để con rắn không thoát ra được. Con rắn sẽ bị mất phương hướng và không nhìn thấy gì. Nếu thấy rắn trốn trong góc nhà, cạnh tủ, hãy để yên và đừng động đến nó. Sau khi di chuyển tất cả mọi người, đặc biệt là trẻ con ra ngoài, hãy tìm thêm một vài người có kinh nghiệm để cùng tìm cách đuổi rắn ra ngoài. Rắn là loài động vật linh thiêng và những câu chuyện về rắn thường liên quan tới việc rắn trả thù con người do giết hại chúng. Vì vậy, khi rắn bò vào nhà, dù là rắn lành hay rắn dữ, thì bạn không nên giết chúng mà chỉ nên đuổi chúng đi. Nếu bạn lỡ tay giết chết một con rắn, bạn nên đóng một cọc gỗ nhỏ ở trước cửa nhà để tránh bị loài rắn trả thù. Thứ 3. Cóc nhảy vào nhà. Cóc có vẻ ngoài không mấy thân thiện với lớp da sần sùi và chúng là loài lưỡng cư có tập tính và sống dưới nước như ao, hồ, đầm lầy. Khi trưởng thành, chúng sẽ sống trên cạn là chủ yếu. Vì vẻ ngoài của nó nên hiện tượng cóc vào nhà kêu là một trong những điểm báo tâm linh khiến cho nhiều người lo lắng. Thực ra, ở những vùng nông thôn, hiện tượng cóc nhảy vào nhà là vấn đề hết sức bình thường. Cóc chủ yếu sống ở những nơi kín đáo, ẩm thấp, nên khi thấy cóc nhảy vào nhà lại khiến cho nhiều người hoang mang, không biết xuất hiện trong nhà tốt hay là xấu. Nhất là cóc có màu đen, mọi người sẽ nghĩ là xui xẻo, nên sợ rằng vận xui sẽ ập đến với gia đình. Thế nhưng, theo phong thủy, khi cóc đen vào nhà sẽ mang theo điềm báo tốt lành cho gia chủ, dự báo gia đình sắp có hỷ sự hay thành công nào đó. Theo phong thủy, hình ảnh cóc vàng rất hiếm gặp, tuy nhiên nó lại mang tới sự may mắn. Báo hiệu bạn sẽ gặp tin vui trong công việc, nếu làm kinh doanh sẽ gặt hái được thành tựu to lớn và thu lợi nhuận cao. Ngoài ra, thì nếu như các bạn gặp cóc nhảy vào nhà là cóc vàng thì đừng lo lắng, cứ để cho chúng tự do nhảy nhót thoải mái. Vì cóc vàng là điểm may mắn, là điểm báo hiệu cho gia đình bạn sẽ được hưởng lợi tài lộc và may mắn ập đến sau đó. Nếu các bạn để ý, thì sẽ thấy có rất nhiều gia đình thờ cúng những chú cóc ba chân ngậm tiền là cóc vàng, là biểu tượng của sự tài lộc và may mắn. Do vậy mà người ta thường thờ cúng để giúp cho kinh tế gia đình đi lên cũng như may mắn suôn sẻ trong mọi việc. Nếu bỗng nhiên một ngày có một con cóc nhảy vào thì bạn đừng quá hoang mang vì đây là điềm báo may mắn, tiền tài đến với gia đình của bạn. Để tăng sự may mắn cho gia đình mình, các gia chủ thường trưng tượng cóc vàng trong nhà với hy vọng đem thật nhiều may mắn và tài lộc đến. Không chỉ mang tới những điểm tốt, cóc nhảy vào nhà còn giúp con người diệt trừ những loại côn trùng có hại như ruồi, muỗi là thức ăn khoái khẩu của chúng. Vì vậy, bạn thấy cóc vàng vào nhà đừng vội xua đuổi, hãy để cóc tự nhảy đi đâu đó trong nhà mình rồi ra ngoài. Theo kinh nghiệm dân gian, khi ta nghe cóc nghiến răng thì trời sẽ có mưa, đó là chuyên gia dự báo thời tiết khá tốt đấy. Về khía cạnh phong thủy, cóc được xếp vào loài động vật may mắn, giúp gia đình phát tài phát lộc và gặp nhiều may mắn. Chúng ta từng nghe, con cóc là cầu ông trời, nếu ai đánh nó thì trời đánh cho. Vậy nên, người nào cố tình xua đuổi hay làm hại con cóc thực sự không tốt, bạn đang tự làm hại chính mình.
Có thể trong tương lai gần, bạn sẽ có những bất trắc trong vấn đề giao tiếp xã hội. Sự nghi ngờ của bạn có thể đánh mất đi những người bạn luôn mong muốn hợp tác và giúp đỡ bạn. Do đó, nếu bắt gặp cóc nhảy vào trong nhà thì chúng ta cứ để cóc nhảy rồi cóc sẽ tự ra khỏi nhà. Đừng nên đánh đuổi mà rước họa vào thân. Bạn có thể bị đánh mất những đối tác luôn muốn hợp tác và giúp đỡ bạn. Tóm lại, chúng ta thường hay có linh cảm với những sự việc bất thường xảy ra trong cuộc sống. Và việc có một con vật khác lạ nào đó tự nhiên nhảy vào nhà cũng vậy. Tuy nhiên, nếu như bạn không làm sai gì thì không phải lo sợ. Bởi nhiều khi, chúng chính là sứ giả may mắn ghé thăm, mang tới cho bạn tài lộc và những điều tốt lành trong tương lai. Những điềm báo có thể là những quan niệm xưa cũ nhưng vô tình rất đúng trong một số trường hợp. Chính vì thế mà các bạn không nên xem nhẹ vấn đề này nhé. Xét theo góc độ khoa học thì cóc nhảy vào nhà là nguyên nhân chính do nhà bạn ẩm thấp, bụi bặm, có nhiều ruồi muỗi côn trùng nên cóc nhảy vào để kiếm thức ăn, tìm bạn tình hoặc tìm chỗ sinh sản. Thứ tư, chó chạy vào nhà. Dân gian có câu, mèo tới nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu. Khi ai đó tặng bạn một con chó hoặc một con chó đi lạc vào nhà bạn, đây là một dấu hiệu rất tốt cho thấy gia chủ sắp gặt hái nhiều thành công, đường tài vận đang lên và đường tình duyên sắp tới sẽ có nhiều biến chuyển tốt đẹp. Thêm vào đó, chó chạy vào nhà còn báo hiệu cho bạn biết bạn sắp gặp những người bạn chân thật và đáng tin cậy trong đời, người luôn giúp bạn vượt qua những chướng ngại trong cuộc sống. Chó vào nhà đẻ, chó chạy vào nhà ở dường như là hiện tượng không hiếm gặp. Nhưng hiện tượng chó vào nhà là điểm gì thì ít ai biết. Liệu tốt hay là xấu, trong khi chó là loài vật vô cùng thân thuộc trong cuộc sống của con người. Thậm chí không ít người rất âu yếm, cưng nựng, coi như một người bạn, người thân. Vậy nếu trong trường hợp bạn không nuôi chó mà có chó vào nhà thì hiện tượng này là lành hay là dữ? Thông thường, việc có chó lạ chạy vào nhà thường được coi là điềm lành. Đây là báo hiệu cho việc người trong nhà sẽ gặp may mắn hoặc tài vận sẽ đến cho mọi người trong gia đình. Tuy nhiên, không phải bất cứ loài chó nào tới nhà, chúng cũng là loài chó mang lại điểm tốt. Có một số loài nếu vào nhà sẽ báo hiệu những điều xấu, ta nên cảnh giác và đề phòng. Khi một chú chó đen chạy vào nhà bạn thì đây là điềm lành. Hãy vui vẻ cho nó thức ăn và chào mừng nó đến với gia đình của bạn. Vì chó đen sẽ mang lại sức khỏe và sự che chở cho gia chủ, báo hiệu nhà bạn sẽ có tin vui. Nếu chó đen là điềm lành, vậy chó vàng thì sao? Người ta tin rằng màu vàng tượng trưng cho sự giàu có, phú quý. Vì thế, nếu bạn bắt gặp một con chó vàng chạy vào nhà thì đây cũng là điềm lành với gia đình bạn. Chó vàng sẽ mang tới của cải và hạnh phúc cho gia đình. Chó trắng sẽ đem lại tình yêu và sự lãng mạn trong cuộc sống. Chính vì vậy, nếu như chúng vào nhà bạn, bạn hãy vui vẻ vì đây là điềm lành báo sự may mắn cho gia đình bạn. Màu sắc của những con chó còn mang theo những ý nghĩa khác nhau. Chó đen mang lại sức khỏe và sự che chở. Chó vàng mang tới của cải và hạnh phúc, trong khi chó trắng mang lại tình yêu và sự lãng mạn. Với những con chó lông vàng, khung, trắng, đen, nâu hay là sự pha trộn của hai hay nhiều màu sắc cho thấy sự khác biệt về phẩm chất của mỗi loài và theo quan điểm của người Trung Quốc cổ đại cũng là đem đến vận may, nhưng chó lông vàng là tốt nhất và chó lông trắng là kém nhất. Người ta tin rằng một con chó đen, lông mày nâu là lý tưởng nhất để bảo vệ ngôi nhà của bạn. Một con chó đen hoàn toàn là gốc rễ của những vấn đề tài chính và một con chó đen với bụng và phần dưới thân màu trắng sẽ mang lại bệnh tật. Nếu bạn bắt gặp một chú chó lạ chạy vào nhà của bạn và chúng không chịu đi, điều này có nghĩa mọi việc của gia chủ sẽ gặp thuận lợi, có quý nhân phù trợ. Tùy vào đặc điểm màu sắc của chú chó khác nhau mà có thể đem đến cho gia chủ những sự may mắn khác nhau. Thế nhưng nếu trường hợp một con chó chạy vào nhà bạn rên rỉ hoặc hú giải vang tiếng thì bạn nên cảnh giác bởi nó không phải là điềm lành nữa rồi. Đây là một điềm báo xấu cho gia chủ. Nếu con chó đó nằm dài trước cửa và quay mặt hướng ra ngoài thì đây là điềm báo của sự chia ly sắp có người rời khỏi nhà. Người ta thường nói chó là một con vật trung thành nhất.
Vậy nên nếu thấy chó vào nhà, không nên xua đuổi mà hãy xem nó như một món quà. Với những nhà nuôi chó, đừng đối xử tệ bạc với nó vì nó không những đảm bảo cho gia đình bạn an toàn về phần dương mà còn giúp bạn an toàn cả về phần âm. Nếu bạn đã quyết định nuôi chó thì hãy chăm sóc tốt cho nó và không được ngược đãi chúng và xem chúng là những trò tiêu khiển quá trớn của bạn. Thứ 5. Bướm bay vào nhà. Theo góc nhìn tâm linh, bướm bướm là hiện thân của linh hồn. Người ta cho rằng con người khi mất đi thì linh hồn sẽ hóa thành một chú bướm và bay lang thang khắp nơi để nhìn ngắm thế giới lần cuối. Ngoài ra, vòng sinh trưởng từ một con sâu xấu xí trở thành một chú bướm xinh đẹp được ví như hành trình vòng đời trọn vẹn của một đời người, từ lúc sinh ra, lớn lên, lập gia đình cho tới khi mất đi, được chôn cất, giàng cát. Vì vậy, từ xa xưa, người ta đã tương truyền rằng, việc bướm bướm bay vào nhà là một điều linh thiêng, là hiện thân cho linh hồn của tổ tiên thông qua những cánh bướm để về thăm con cháu của mình. Vì thế, khi có bướm bướm bay vào nhà, người Việt sẽ không xua đuổi hay giết hại. Nhiều người lớn tuổi trong nhà còn trò chuyện với chúng như một người thân, kể những kỷ niệm cuối và chia sẻ tâm sự về cuộc sống hiện tại. Nhìn chung, khi bướm bay vào nhà thường sẽ mang tới nhiều điều may mắn. Theo dân gian, khi có một con bướm bay vào nhà bạn, nó sẽ mang thông điệp là bạn sắp gặp được vận may trong thời gian sắp tới. Màu vàng là màu sắc của sự tươi vui, nên khi bướm vàng bay vào nhà thường sẽ mang tin lành cho gia đình, nhất là khía cạnh về tình cảm. Có thể ai đó trong gia đình chuẩn bị nhận được tin mừng như sắp kết hôn, sắp có em bé. Bướm bướm trắng bay vào nhà thời điểm đầu tháng hoặc đầu năm thường sẽ là điểm báo trước gia chủ sẽ có một tháng một năm gặp nhiều thuận lợi và may mắn. Tuy nhiên, bạn hãy lưu ý rằng nếu bướm trắng bay vào nhà và bay vòng trên đầu của người nào đó thì nó là sự báo hiệu của xui xẻo, bệnh tật liên quan tới người đó. Tuy màu đen luôn làm ta liên tưởng tới những điều không may mắn, nhưng bướm đen lại được xem là báo hiệu người thân đang trở về thăm nhà. Họ trở về để mang tới niềm tin vui và điều tốt lành cho bạn. Ngoài ra, việc bướm bướm đen bay vào nhà còn ngụ ý rằng công việc hiện tại của bạn sẽ có khởi sắc mới. Nếu bạn đang kinh doanh hay buôn bán nhỏ, thì công việc trong thời gian sắp tới sẽ gặp nhiều thuận lợi làm ăn phát đạt. Bướm xám bay vào nhà có nghĩa là bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình từ một ai đó, đặc biệt là phương diện trong công việc, nó sẽ giúp mọi thứ sẽ được may mắn, thuận lợi hơn. Ngoài ra, khá là hiếm khi có thể thấy một chú bướm nâu bay lạc vào trong nhà. Thế nhưng, nếu điều đó xảy ra, đây chính là dấu hiệu của điểm báo tốt. Công việc sẽ trở nên cực kỳ suôn sẻ, con đường sự nghiệp của bạn trong thời gian tới sẽ ngày càng thăng tiến và phát triển. Bướm bay vào nhà vào ban ngày chính là dự đoán bạn sẽ có tin vui trong chuyện tình cảm. Nếu bạn độc thân thì trong thời gian sắp tới bạn sẽ gặp được người thương của mình. Còn nếu bạn đã có người yêu thì mối quan hệ của cả hai sẽ ngày càng gắn kết, có thể đi tới mối quan hệ cam kết như đính hôn, kết hôn trong thời gian tới. Nếu như bướm bay vào nhà vào ban đêm thì nó là điềm báo tốt lành với gia chủ. Mọi việc như công việc, tình cảm, sức khỏe đều sẽ gặp thuận lợi, hạnh phúc. Điều này còn cho thấy không khí nhà bạn rất an lành, mang ý nghĩa tốt đẹp nên bạn không có gì phải bất an, lo lắng. Thực tế, có rất nhiều người tỏ ra lo sợ và tìm cách xua đuổi khi thấy bướm bướm bay vào nhà. Tuy nhiên, giải thích theo quan điểm tâm linh và phong thủy, việc bướm bay vào nhà là dấu hiệu của sự may mắn tốt lành đang đến. Hơn nữa, loài vật này cũng không gây hại cho những thành viên trong gia đình. Vậy nên, bạn không cần và cũng không nên xua đuổi hay giết hại chúng. Thưa quý vị, có rất nhiều ví dụ về sự giết chóc lẫn nhau giữa con người và động vật. Tiếp theo, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ về việc động vật trả ơn con người. Vào thời Trần, có một cậu bé tên là Ma Bảo, nhà rất nghèo. Vào mùa đông, khi đang chơi bên bờ suối, cậu thấy một người đánh cá vồ lấy một con rùa trắng và nói: "Con rùa trắng quý hiếm này hẳn là rất có giá trị, phải đem bán nó ngay." Cậu bé nhìn thấy con rùa trắng liền cảm thấy có chút thương hại rồi cầu xin người đánh cá thả nó ra.
Cậu bé nhìn con ruột trắng nhỏ, con ruột trắng nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn cậu bé, trong mắt tràn đầy vẻ cầu cứu. Hóa ra vạn vật có linh hồn chứ không hề vô cảm. Vì vậy, cậu cởi áo khoác, quỳ xuống đất, xin người đánh cá buông rùa trắng ra, sẵn sàng dùng quần áo của mình để đổi lấy rùa trắng nhỏ. Người đánh cá thấy vậy đã đưa con rùa trắng nhỏ cho cậu bé và nói, chiếc áo này không giá trị bằng con rùa, nhưng lòng tốt của cậu đã làm cho tôi cảm động tới mức phải đưa nó cho cậu đó nha. Cậu bé vui mừng, ôm con rùa trắng nhỏ trong tay và nói với nó, con đã được cứu rồi. Dù con phải hứng chịu những cơn gió lạnh buốt giá, nhưng đổi lại nó cũng đáng để con được sống. Con rùa trắng nhỏ như đã hiểu ra, khóe mắt rưng rưng, gật đầu chào cậu bé. Cậu bé cũng cẩn thận đưa nó ra bờ sông và thả nó đi. Đúng 20 năm sau, cậu bé đã làm quan trong triều, thường lập những chiến công lừng lẫy trên chiến trường. Có lần anh ta dẫn quân của mình đi thám hiểm, quân của đối thủ rất mạnh nên đã bị bao vây đánh trả. Vào thời điểm sắp chết, anh ta đã mang theo những người lính còn sống của mình và chạy tới sông Dương Tử. Và chỉ một chiếc thuyền bên sông, nhưng số lượng người chở rất hạn chế. Anh ta cho quân lính lên thuyền trước, rồi tự mình nhảy xuống sông bơi. Khi đang vùng vẫy dưới dòng sông chảy xiết, trong lúc nguy cấp tột độ, một vật gì đó đã nâng anh ta lên khỏi mặt đất, rồi anh ta ngất đi vì kiệt sức. Khi tỉnh dậy, anh nhìn thấy một con rùa lớn màu trắng ở trước mặt, và sau đó anh nhận ra rằng đó chính là con rùa trắng nhỏ mà mình đã cứu 20 năm trước. Con rùa trắng lớn nhìn anh rơm rớm nước mắt như ánh mắt của 20 năm trước. Một lúc sau, con rùa khổng lồ lớn miễn cưỡng bò xuống sông. Khi nó bơi về phía trước, nó tiếp tục nhìn anh, gật đầu với anh như để thể hiện lòng biết ơn của anh. Vị tướng cảm thấy rất cảm kích và thấy rằng con người và loài vật đều có những cảm xúc yêu đương lẫn nhau. Tại sao con người với con vật lại không thể yêu thương nhau? Thế là ông mở mang tầm mắt với cuộc đời, từ bỏ quan viên, sống ẩn dật, nhập đạo Phật, tu hành. Vậy các loài động vật khác có tu tập hay không? Liệu chúng có khả năng cảm nhận về tâm linh hay không? Thực ra, câu trả lời cho câu hỏi các động vật khác có tu tập hay không tới nay vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng. Đức Phật chỉ khẳng định rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Tất cả các loài vật khác không chỉ con người. Thế nhưng quá trình đó diễn ra cụ thể như thế nào thì Ngài không nói cụ thể. Thật ra các loài vật không có bộ não hay lối tư duy được như con người nên nếu có tu tập được cũng là hiếm có, xảy ra với tỷ lệ rất nhỏ và việc này cũng khó khăn hơn rất nhiều so với chúng ta. Một số bản kinh Phật khẳng định rằng tâm của một con thú có thể có suy nghĩ phát triển cao. Thú vật thông qua việc nghe Phật Pháp của Thế Tôn cũng có thể đạt được lợi ích hỗ trợ cho tiến trình phát triển của chúng. Lợi ích của sự hỗ trợ ấy không chỉ trong hiện tại mà còn cho tương lai, đó là những lần tái sinh thứ hai hoặc thứ ba sau đó. Có thể vì thế mà cho tới nay, có rất nhiều hiện tượng tâm linh liên quan tới loài động vật mà chúng ta không thể nào giải đáp được một cách rõ ràng như sau. Một ngôi chùa ở Bến Tre, người ta từng chứng kiến mỗi năm thì loài quy, một loài rùa, lại kéo vào đúng ngày rằm tháng 7 để nghe kinh. Không biết từ đâu, chúng bò ngổn ngang khắp khuôn viên chùa. Người ta từng ghi lại hình ảnh bầy thú tinh tinh hú hét, nhảy múa đón trận mưa rào sau mùa khô kéo dài, không khác gì chúng ta đón nhận tin vui. Thậm chí chúng còn thực hiện những nghi lễ tương tự một đám tang như cúi đầu đứng xung quanh với khuôn mặt ủ rũ khi một thành viên trong bầy qua đời. Những chú voi cũng biết thực hiện những hành vi tưởng nhớ một thành viên đã chết. Chúng cũng chôn cất những xác chết của những loài khác như tê giác, ngựa khâu đều vô tình bắt gặp trên đường đi. Chúng ta được thấy rất nhiều chú chó khóc khi chủ qua đời và còn có câu chuyện lạ kể lại rằng một chú chó ở gần chùa Kim Giang đã bỏ nhà sang chùa ở. Người chủ dùng thịt để dụ nó về nhưng nó không chịu, lại tiếp tục trốn qua chùa và nhất định không chịu về nhà. Điều đặc biệt là nó rất hiền, ăn chay dễ dàng và cứ tới giờ chưa tăng tụng kinh thì nó lại lên chánh điện để nằm nghe kinh, xong thời kinh tự động đi xuống.
Người ta không thể dùng khoa học để giải thích cho những điều trên, nhưng chúng ta có thể tạm hiểu rằng những loài động vật có dung cảm nhất định và chúng cũng có chút thiên hướng tâm linh nên mới có những điều lạ như trên. Chỉ là chúng ta ít quan sát biết được điều này mà thôi. Cuối chương trình, xin kính chúc quý vị thành công và vui vẻ trên hành trình cuộc đời mình. Chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh Lắng Đọng Tinh Hoa để ủng hộ thêm cho ban biên tập chương trình và được lắng nghe thêm nhiều lời dạy bổ ích và triết lý cuộc sống nhé. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.